A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con hỏi. Con mới bốc bát hương ra tiên mà bị hóa bát hương ở giữa thì có sao không ạ? À? Có phải xử lý như thế nào? Con xin thầy chỉ dạy cho con ạ. À. Con xin tri ân công đức thầy. Bát hương thần linh hay ra tiên hay bát hương thờ Phật thỉnh thoảng có hóa đó, đó cũng là cái chuyện thường tình thôi các vị. Có thể là do gì chúng ta thắp nhiều hương, chúng ta không tỉa chân hương. Thì khi chúng ta thắp hương cái tàn nó rơi xuống thì nó bốc, nó hóa, nó cháy thôi. Cái đó cũng là bình thường, theo khoa học thì bình thường, theo tâm linh cũng là bình thường, không sao cả. Chính vì vậy cho nên chúng ta thỉnh thoảng 30 hàng tháng, chúng ta thắp nhiều thì 30 hàng tháng, cứ vào ngày 30 thì chúng ta gì làm lễ, chúng ta khấn với tỉa bớt chân hương đi, để lại khoảng là vừa vừa thôi, khoảng độ 5-7 cái, chục cái, hơn chục cái, vài chục cái gì đó thôi. Không nên để nhiều quá làm gì, đến khi mà thắp hương nó rơi tàn, nó bốc, nó hóa thì lại gì, lại sợ, lại bảo là trong nhà thế này nọ thế kia, lại sợ. Cũng có những trường hợp mà chân hương rất là ít, có vài cái chân hương thôi nhưng vẫn gì, vẫn bốc, vẫn hóa. Thì cái trường hợp này cũng phải xem xét, mà không chỉ hóa một lần mà có người bảo là cứ khoảng vài ngày hóa một lần, vài ngày hóa một lần. Cho nên gia đình nói rằng trước đây cũng bị một vài lần như thế, trong gia đình có chuyện không may xảy ra, bây giờ lại thấy như vậy cho nên sinh tâm là lo sợ. Thì cái trường hợp này thì có cách dùng tâm linh để hóa giải bằng cách là, các vị nhớ nhé, múc lấy một cái cốc nước, cái cốc nước khoảng 2/3 cốc nước như thế này, cái cốc thủy tinh càng tốt, cốc thủy tinh trong càng tốt, múc nước sạch, đừng lấy nước sôi, nước sạch, nước giếng hoặc là nước la vi, chúng ta nước la vi cũng được, nước lọc sạch sẽ. Để lên cốc nước ra, chúng ta sắm cái lễ thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Gọi là thành tâm thì có cần phải quá nhiều không? Không, thành tâm chút thôi, đĩa hoa quả là được. Xong rồi chúng ta trang nghiêm y phục, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm y phục. Trang nghiêm y phục có được mặc quần sóc lên để lễ không? Hả? Không, đúng không? Mặc áo meo lên để lễ không? Không, mà phải y phục quần trùng áo dài, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm y phục. À, lên đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhé. Nếu có ban thờ Phật thì ban thờ Phật, không thì có ban thờ thần linh gia tiên thì đối trước ban thờ thần linh gia tiên, vân vân. À, chúng ta nhất tâm chúng ta theo cái nghi lễ, theo cái nghi lễ kiểu bái sám hối, hoặc là nghi lễ mà chúng ta hay tụng kinh hàng ngày đó, quy kính tam bảo tam bái, nguyện hương sám hối tổng á, ngồi xuống tụng lưu hương, lư hương các chú, tức là các chú tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp vân vân đó, và chúng ta chỉ cho bảy biến đại bi thập chú, hoặc là 21 biến đại bi một biến thập chú, sau đó bát nhã và niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong hồi hướng tam tự quy. Khi chúng ta chỉ tụng như vậy, cái cốc nước nó để lên trên ban thờ nhé, để trên ban thờ, chuẩn bị sẵn cả một cái cành ngâu hay cái cành hoa, cành lá gì cũng được. Xong một cái thì chúng ta bê lấy cốc nước, để cốc nước một tay á, tay trái cầm cốc nước trước mặt, chúng ta giơ lên gần miệng, chúng ta đọc chú chuẩn đề vào đó cho thầy 21 biến. Biết chú chuẩn đề chưa? Là khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đính lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề duy nguyện từ vi tùy gia hộ. Nam mô tát đa đấm tam diểu tam bồ đà câu chi năm đát thiệt than chết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đấy, các Phật tử chúng ta chỉ cần đọc câu thần chú đó 21 biến. Cầm lên để gần gần miệng này mình đọc. Đừng có gần quá, xa khoảng 20 phân. À, chúng ta đọc. Tay phải thì có thể kết ấn cát tường cũng được. Ấn cát tường là ấn như thế này. Chúng ta bấm vào ngón thứ hai, ngón nhỏ thứ hai thì dây lên để đặt trên miệng cốc nước như thế này. Chúng ta đọc. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện đinh lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề. Duy nguyện tử vi thủy gia hộ nam mô tát đa nấm tam diểu tam bồ đà câu chi nấm đát để than trên lệ chủ lệ chuẩn đề xá bà ha. Đấy, chúng ta đọc như thế 24 biến, xong đó là lấy cái nước đi chúng ta vẩy. Khi chúng ta đi chúng ta vẩy trên ban thờ, chúng ta khi vẩy chúng ta vừa vẩy vừa chấm á, cành ngâu hoặc cái cành hoa cành lá đó vào trong cốc nước, chúng ta chấm á, và chúng ta vẩy là gì? Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát,
chúng ta vẩy cái Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, cứ vẩy. Khi vẩy là đọc cái câu Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát đấy. Hết phòng thờ sang xuống phòng dưới, xuống các phòng, thế là yên tâm. Đấy, đây vấn đề mà gì, cái bát hương hay thỉnh thoảng hay hóa ấy. Cái này là ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp á, còn thị giả cố hòa thượng ở viện chủ hương thượng viên Hạ Thành, ông chúng tôi á, chúng tôi học được cái này. Đấy là ngày xưa là cụ đi là cụ hay hướng dẫn cho các Phật tử những cái này. Tất nhiên là đi thị giả các cụ thì học lỏm được cái gì thì học, học mất được cái gì thì học, nhưng mà cũng rất tốt. Nhiều gia đình hóa bát hương hay như thế nào đó, chúng tôi hướng dẫn cho họ làm về một thời gian sau yên. Mọi việc cho dù hóa bát hương nhưng mà gia đình vẫn tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra cả, tức là gì? Là yên là gì nữa. Đấy, thì cái này thì Phật tử chúng ta, trường hợp này với các Phật tử chúng ta, nếu mà có nhà ai mà gì hóa bát hương thì chúng ta cứ làm như vậy. Thì để yên tâm về mặt tâm linh, kể cả không vì tâm linh tàn hương nó rơi xuống nó cháy, chúng ta làm như thế để cho yên tâm, cả âm dương đều lưỡng lợi. Nếu có vấn đề tâm linh muốn báo cái điểm báo gì đó chẳng hạn xảy ra, thì chúng ta làm cái vấn đề đó để giải quyết thì yên tâm rồi. Giống như mình mà bị bệnh nhưng mà vừa khám sốt sụt xịt, bác sĩ cho thuốc một cái uống xong nó khỏi luôn, không để phải nặng nữa, nặng lên thì mới uống mới chữa thì nó lâu khỏi, mà có thể là không khỏi. Còn chúng ta vừa phát hiện ra bệnh mà bác sĩ cho thuốc uống, chịu khó uống thì khỏi, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì bây giờ chúng ta biết được như thế để làm được cái đó, thì cho dù là tâm linh hay là tàn hương rơi xuống thì cũng chả quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta gì, cứ gia đình nhà nào mà thấy cái hiện tượng đó xuất hiện ở nhà mình thì chúng ta làm như thế yên tâm cả, rất là yên tâm. Cả tâm linh cũng như là cả việc đời thường chúng ta cũng yên tâm giải quyết được hết luôn. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy, con kính bạch Thầy, con lên tên là Hoàng Thị Nhung, pháp danh Tâm Phước. Con xin Thầy bố thí trả lời cho con một câu hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên đã được 2 năm. Con có thỉnh một bức ảnh Địa Tạng về đặt lên ban thờ gia tiên của gia đình. Con muốn treo lên hoặc kê cao lên, nhưng chồng con không đồng ý. Chồng con chỉ cho đặt khung ảnh Bồ Tát Địa Tạng trên ban thờ, cạnh bát hương gia tiên. Con thưa Thầy, đặt như vậy có bất kính không ạ? Con xin Thầy hoan hỷ trả lời cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy con Phật tử hỏi và cũng có băn khoăn. Theo chùa, theo Thầy đã 2 năm tụng kinh Địa Tạng, có thỉnh bức ảnh của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng về để lên trên ban thờ, muốn treo lên cho trang nghiêm nhưng chồng không cho treo. Vậy chỉ được cho để trên ban, chắc là để ngang ngang sang bên cạnh thôi. Thế Phật tử ấy có thắc mắc và có hỏi rằng như vậy thì có bất kính không? Các cụ và các Phật tử chúng ta thấy đấy. Đấy, đúng là các cụ chúng ta ngày xưa nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh là thế đó. Còn xin thưa với các quý vị, theo như trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết rằng nếu mà sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay được gặp Phật Pháp rồi lại được gặp, còn được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà cung kính đỉnh lễ cúng dường, đây là công đức vô lượng vô biên. Đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng mới có được, chứ không phải là một sớm một chiều ai được thân người cũng được gặp đâu, mà ai gặp cũng tin được đâu. Đấy, cho nên ở đây phải khẳng định là gì? Tất cả các Phật tử chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, lại được cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát,
Và đặc biệt là được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì đây đều là những người có nhân duyên, có thiện duyên nhiều đời nhiều kiếp, mình đã gieo trồng với Tam Bảo rồi. Nhưng nay Phật tử này gặp một chút cái chướng, đó là tuy thỉnh được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát về rồi mà để lên trên ban thờ thì được rồi, nhưng mà muốn treo lên trang trọng chính giữa thì lại chưa được. Đấy, có nghĩa là để ông chồng ở đây cũng thuộc dạng là gia trưởng cố chấp, có thể nói là còn ít hiểu biết về đạo Phật của chúng ta. Chắc chắn trường hợp này là gia trưởng cố chấp và là ít hiểu biết về Phật giáo nữa. Chắc cứ nghĩ rằng ở nơi chính giữa là phải gì ạ, gia tiên chúng ta ngự, chứ còn chư Phật Bồ Tát là treo lên đấy thì gia tiên không được ngự ấy, thần linh không ngự được, cái là gia tiên không ngự được, vân vân. Hiểu như thế là cái hiểu thế tục, quá thế tục, quá là theo cái hiểu của thiền cận của thế gian. Có treo ảnh của chư Phật Bồ Tát lên đó, chư Phật Bồ Tát chắc gì cũng đã về ngự, khi mà cái tâm của mình không thành kính, không tôn trọng và không hoan hỷ. Cho nên họ cứ nghĩ rằng làm như vậy thì treo lên chính giữa như vậy thì gia tiên mất chỗ ngự, mất chỗ ngồi. Phật Bồ Tát ngồi đấy rồi thì còn ai dám mà ngự ở đấy nữa, vân vân. Ai dám về ở đây nữa, không phải. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên thế gian này chỉ vì một cái mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là mở, thị tức là bảo. Bảo cho chúng sinh gì? Ngộ và vào, nhập tức là vào, vào được cái chi kiến của Phật. Tức là thì hướng dẫn cho chúng sinh phá mê khai ngộ, mau chóng thành Phật, đoạn ác tu thiện để thành chính giác phổ độ chúng sinh. Các ngài cũng đâu có chấp vào cái pho tượng hay cái ảnh đấy, các ngài mới đến đâu, cũng không quan trọng cái đấy. Nhưng ở đây, chúng ta là phàm phu, chúng ta nương vào cái tịnh tướng, cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư gọi là tịnh tướng, tức là cái tướng thanh tịnh. Chúng ta nương vào có thể phát khởi thiện tâm và trừ bỏ ác tâm. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy chúng ta mà tạo tượng, làm chùa, đúc chuông, ấn tống các kinh sách để hoằng truyền chính pháp thì công đức vô lượng là như thế. Nương vào cái tướng thanh tịnh ấy để được phá mê khai ngộ, để được đoạn ác tu thiện, vân vân. Đó chính là việc làm tốt. Còn Phật tử này có thắc mắc là nếu mà chồng không cho treo chính giữa như vậy thì để ở trên ban thờ, để bên sườn có ảnh hưởng gì không, có phạm tội bất kính không? Cũng không sao, chư Phật Bồ Tát cũng không trách chúng ta đâu. Thậm chí chúng ta không để lên trên ban thờ, chúng ta treo ở cái tường, bức tường đối diện với bức tường bên sườn thôi được, cũng không sao, chư Phật Bồ Tát vẫn cứ hoan hỷ. Ngài đâu có trách chúng ta đâu, không trách. Đến thầy đây còn tham sân si mà thầy còn không trách chúng ta, ai chư Phật Bồ Tát lại trách? Có thể thầy vừa giúp đỡ cho gia đình chúng ta xong, mấy ngày hôm trước, mấy ngày hôm sau các vị gặp thầy ngoài đường, gặp thầy còn chẳng chào, thầy cũng đâu có trách đâu. Không trách. Hơn chục năm trước có cái trường hợp có cái đứa con của cái gia đình cũng cách xa đây mấy cây số, nó cũng tế nhị, tí thì không nói tên. Con người ta bị điên, điên điên khùng khùng ấy. Thế là năm đó hình như năm 2008, 2009 gì đó, phải đến hơn chục năm nay. Điên điên khùng khùng đấy thì thầy lễ cho người ta khỏi. Lễ xong về cúng lễ đến nhà, xem cả đất cát nhà cửa, xoay hướng ban thờ, hướng bếp rồi các thứ cho nữa, thì cúng cho cái lễ ở nhà nữa, ở hồi hướng cho ở chùa nữa. Thế là một thời gian sau nó khỏi. Từ cái chỗ điên điên khùng khùng khỏi. Mà rõ ràng mình vẫn còn nhớ cái chú ấy. Vẫn nhớ cái chú ấy. Mà có một hôm thì thầy đi ra ngoài đường đi rửa xe,
đi rửa cái xe, đi rửa xe. Thế là thấy Chúa mình vẫn nhớ cái Chúa, mặc dù là mấy năm rồi nhưng mình vẫn nhớ. Chuyện nó xảy ra cái làm lễ thì hơn chục năm nay, nhưng mà cái mà đi rửa xe cách đây hình như năm 2015 hay 14 gì đấy thì phải, tức là mấy năm sau. Mình đi rửa xe thì thấy chú với mấy người bạn á đi đâu về khật khà khật khừ cũng đến rửa cái xe. Thế xong rồi có cái chú bên cạnh chú ấy hỏi là xe nhà chùa có bán không? Bảo không, nhà chùa đang xe đang đi thì bán. Thế là cái ông kia, ông sang ông nói vài cái câu không hay tí nào. Mà chính cái người ngày xưa mà mình thì mình lễ cho con người ta khỏi bệnh, tôi thì vẫn nhớ. Nói là tôi cứ nói trên hội trường là tôi chỉ nhớ kém thế thôi, thậm chí không phải đâu, cũng nhớ ra phết đấy. Cái gì cần nhớ tôi nhớ ra phết đấy các vị ạ. Đấy. Trên hội trường thì tôi khiêm tốn, tôi hạ mình, tôi bảo chỉ nhớ tôi kém thôi. Thực sự là cũng không phải là dạng vừa đâu. Đó. Mấy năm rồi tôi vẫn nhớ rõ ràng, vì nhà con trai người ta điên, mình lễ cho người ta khỏi. Cũng đến chùa lễ được đâu vài tháng hoặc gì đó, vài tuần tháng hoặc một ngày rằm ngày xưa. Cũng gần ngay đây có mấy cây nữa mà, 3-4 cây. Ở ngay dưới, ban dưới La Gián, Cổ Đông, ban dưới Lục Quân, ở cái đoạn ngã ba Hòa Lạc cũ ấy. Ngay đấy, qua cái trạm bưu điện tí, qua cái trạm bưu điện Hòa Lạc cũ tí. Thế chú ấy, trong mấy anh em cùng đi nói, hỏi mua xe, mình bảo không, xe nhà chùa đang đi không bán. Thế là thôi, thế là nó nói vài câu không hay một tí nào. Thôi tôi cũng không muốn nhắc lại làm cái gì, nhưng đại ý là không hay một chút nào. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ cười. Thế có thể chú ấy không nhận ra thầy, vì ngày xưa thì thầy gì? Gầy. Bây giờ thì nó béo ra như chữ Bát Giới ấy. Ngày xưa thì như Tôn Ngộ Không, còn bây giờ thì như chú Bát Giới, cho nên là chú chắc là không nhận ra, cho nên gì cứ thế là phủi vài câu ra, mà thầy không nói gì, thầy không nói gì cả. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này đôi khi nó như thế đấy. Nhưng mà đấy, thầy đâu có trách đâu, đến hôm nay thầy mới tiện đây thì mới nhắc ra cho chúng ta nghe trong hội trường này thôi, chứ chuyện này thầy chưa nói với ai bao giờ, hôm nay mới nói nhỏ với các vị thôi. Hôm nay mới nói nhỏ với các vị đừng đi nói với ai nhé. Không, thực sự là chuyện này hôm nay tôi mới nói ra, ghi nhận ở trong lòng biết như vậy thôi. Đấy, để các vị thấy, nó tiện đây mới nói ra là đến tôi còn không chấp, thầy còn không chấp các Phật tử, huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Thầy còn tham sân si đầy giấy mà đâu có chấp đâu. Người ta nói xong rồi mình ghi nhận trong lòng, biết vậy và buông đi, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không chấp, không trách cứ là tại sao các ngươi không treo ảnh ta lên giữa ban thờ nhà các ngươi để lễ bái ta, để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường ta. Tôi nghĩ không bao giờ chư Phật Bồ Tát nghĩ như vậy, chứ đừng nói là chư Phật Bồ Tát làm như vậy. Nghĩ còn không có, chứ đừng nói là gì làm. Ở đây á, nếu mà chúng ta gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái trên dưới bảo nhau, mà chúng ta cùng an trí được cái tranh ảnh hoặc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát lên ở chính giữa ban thờ, cái phần trên cao, cái chỗ trang trọng nhất để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường, thì xuất phát từ cái tâm thành, từ cái sự hòa hợp, từ sự đồng tâm nhất ý vợ chồng con cái, bố mẹ, anh em trong gia đình đều một lòng một dạ cung kính thờ Phật như thế thì công đức vô lượng. Còn nếu chúng ta chưa được như thế thì công đức đương nhiên nó cũng còn khuyết khuyết đi một chút xíu ở trong nhà. Có thể đấy, vợ thì nhất tâm nhưng mà chồng chưa hoan hỷ thì công đức của vợ thì được thì 10 phân vẹn 10, còn chồng thì chỉ được ở chút xíu thôi. Còn cả gia đình mà đều tâm thành được thì đương nhiên công đức chia đều 100% cho tất cả, có phải là quý không? Đó, cho nên ở đây thầy nói như vậy để
Phật tử này cũng đừng có buồn phiền, đừng có lo lắng, đừng có phải sợ sệt rằng mình làm như vậy là có tội lỗi, là chư Phật Bồ Tát không chứng cho mình. Có, Bồ Tát vẫn chứng cho mình. Những nhân lành ai gieo người ấy hưởng, quả xấu ai trồng thì người ấy gặt. Chồng của mình do chưa hiểu, do cố chấp, cho nên cho mình để lên ban thờ nhưng không cho treo chính giữa thì thôi, đấy cũng là gì, được 50-50 rồi. Sợ mang về ông ấy bảo mày mang đi đâu thì mang, tao cấm không để mày được để lên ban thờ nhà tao, thì đấy mới gì, mới lo. Ông ấy vẫn cho đặt lên ban thờ, tốt rồi, thế là cũng được 50-50 rồi. Đó. Cho nên theo thầy thì thôi, về mình cứ tu đi, xong rồi cầu nguyện chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho. Và mình phải thay đổi bằng chính cái gì ạ? Cái tâm mình nữa, cái ý nghĩ mình nữa, cái lời nói của mình nữa, cái hành động việc làm của mình nhé, được thể hiện ra cuộc sống hàng ngày với chồng, với con nữa, với cháu nội, cháu ngoại nữa, với các cụ hai bên nội ngoại nếu còn nữa, với hai bên họ hàng nội ngoại nữa, vân vân, với hàng xóm láng giềng nữa, thì dần dần mình sẽ cảm hóa được chồng mình. Vì sao mà cảm hóa được? Trước đây mình cũng cố chấp, mình cũng tham sân si, nhưng bây giờ mình tu dần dần mình giảm bớt đi cái cố chấp, cái tham sân si ấy, mà mình lại trở thành con người tốt lên, hòa đồng được với mọi người, được lo lắng được cho chồng con nhiều hơn. Tu nhưng vẫn phải lo lắng, tròn cái trách nhiệm của người làm vợ, người làm mẹ, người làm bà, người làm con cái, nếu như bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ vẫn còn, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng tu như thế mới là thực sự là người Phật tử tu hành ở trong gì, trong cửa Phật tại gia của chúng ta. Làm được như thế, tôi nghĩ rằng không chỉ cảm hóa được ông chồng cho treo ảnh ở giữa ban thờ đâu, mà thậm chí dần dần ông chồng lại còn gì ạ, bà học Phật ở đâu mà giỏi thế. Bảo lúc đó thì tiện đó thì nói luôn, khoe luôn, đúng không? Khoe luôn học Phật ở đâu? Học Phật ở trên thiên đình nhỉ hả? Hay là học Phật ở đâu? Học Phật ở Tây Phương Cực Lạc hả? Học Phật ở đâu lúc đó nói ra. Và thì hướng gì? Hướng cho ông là thôi hôm nào đi chùa, hoặc đặc biệt nếu mà xuân hội này may mắn cho đất nước, dân tộc, tổ quốc chúng ta mà khống chế được đại dịch Covid thì xuân hội này chúng ta đi lễ vô tư. Đầu xuân mời ông đi gì? Ông đi cùng lên thắp hương lễ Phật, đi chùa vắng cảnh đẹp lắm. Chuẩn bị cái máy ảnh cả nhà chụp ảnh với nhau cho sướng. Đó. Cho nó hoành tráng. Đó. Thế rủ khéo vào, cả nhà thì ăn mặc sắm cho ông bộ quần áo com lê calavat rồi hoành tráng vào, chiếc giày đinh bóng loáng vào cho ông ấy diện, sướng ngay mà. Đó. Mình làm cái áo dài đẹp muốt vào nữa, nhưng đừng có chim cò. Áo dài đẹp muốt hoặc thì áo gì nó mặc nó ấy thôi, đừng có lóng lánh quá. Có tuổi rồi thì thôi nhường cái đấy cho lớp trẻ, không có nó ghen. Lên đi lễ, trước lễ Phật sau thì chụp ảnh lưu niệm với nhau, cả nhà hoan hỷ vui vẻ như thế. Đấy, cảm hóa có nhiều cách các vị ạ. Không phải cứ về bảo là ui dù tu đi, ông không tu thì gì, sau này vào địa ngục đấy. Tu đi, tu đi để về Tây Phương Cực Lạc, không tu vào địa ngục. Như thế là ông ấy gì ạ, người ta lại càng bực mình lên. Cũng là một cái kiểu để dẫn họ vào đạo, hoằng pháp, lợi sinh, nhưng chúng ta hoằng thế nào đó cho họ hoan hỷ, cho họ nghe theo lời chúng ta. Đó. Mà muốn làm được điều đó chúng ta phải thay đổi mình trước đã, trở thành người tốt trước đã thì mới gì hướng dẫn họ được. Đó, trường hợp đấy thầy xin giải thích như vậy, hướng dẫn như thế. Các Phật tử nào có tương tự thì chúng ta cũng nên làm như vậy, có hoàn cảnh tương tự nên làm như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con mấy câu hỏi như sau. Một, bố đẻ con mất 18 năm, khi bố con mất không nhắm được mắt, mồm há ra, lúc bố con hấp hối, chúng con cho bố con ăn, thì miếng cuối cùng bố con nhổ vào mặt đứa em trai con. Hồi bố con từ rồi bố con từ ra đi, chúng con chưa hiểu gì về Phật pháp. 49 ngày chúng con cúng, chỉ cúng 100 ngày thôi. Hôm 49 ngày con không cúng, chỉ cúng 100 ngày thôi. Khi bố con mới mất,
Chị dâu con ngày nào cũng nằm mơ thấy bố con về và cứ đuổi chị con đánh. Thời gian đó con cũng không nhớ là năm bao nhiêu. Con nằm mơ thấy bố con bảo con là: "Con ơi, chỉ có con mới cứu được bố thôi. Giờ con thật ân hận là lúc đó con không hiểu gì về Phật Pháp. Con mới quy Tam Bảo được 3 năm và cũng tìm hiểu về Phật Pháp, biết đến chùa Khai Nguyên mà thầy chủ trì. Những ngày thầy mở pháp á, ôi dồi ôi sao mà nhiều thế. Mẹ ơi, câu hỏi thế này cứ như là một lá thư của Shakespeare cái gì gì đó. Những ngày thầy mở pháp hội, hay là viết lại còn cẩn thận đánh trang 1, trang 2, trang 3 và trang 4. Viết câu hỏi mà đánh đến 4 trang giấy. Đây này, tôi nói thật đây này. Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4. Trang 4 thì có một nửa tờ giấy thôi. Ngày pháp hội con cũng đi và làm sớ cầu siêu cho bốn họ và bố con nữa. Cách đây 2 năm, con cũng rằm tháng 7 một bộ quần áo thật. Thì con nằm mơ nhìn thấy bố con như người đi làm về, mệt quá ngồi nghỉ một đoạn đường, nhưng bố con không nói gì cả. Con thấy như thương bố và bảo: "Bố ơi, bố già rồi, ở nhà mà nghỉ, đừng đi làm nữa." Một chốc sau bố con đứng lên đi và con cũng đi cùng. Thì bố con tự nhiên lao xuống một cái hố, thì lúc đó con cũng xuống và kéo bố lên. Lúc đó con tỉnh giấc mơ và không biết đi đâu nữa. Con kính bạch thầy, bố thí cho con được biết ạ, bố con như vậy thì như thế nào? Tôi chả biết là như thế nào nữa. Đọc dài quá chả biết như thế nào nữa. Và từ này cho đi viết văn thì tốt đấy. Đi về đi viết chuyện đi, đi viết văn đi. Đi viết viết sách, viết chuyện đấy. Trường hợp này thì nói vui vậy thôi. Trường hợp này thì nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông cụ. Đây là cái nhân duyên của Phật tử này với thân phụ của mình. Cho nên á, thì bây giờ thì biết cái Phật Pháp rồi, thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông. Thì chân linh của ông cũng, hướng linh của ông á, vong linh của ông cũng sớm được siêu thoát thôi. Thứ hai, Phật tử này hỏi: "Mẹ con còn sống năm nay 96 tuổi, bị mất trí nhớ cách đây 10 năm rồi. Khi mẹ con mới bắt đầu ảo, thì mẹ con cứ nghe bên xa có tiếng khóc của một người mẹ tìm con. Làm gì cũng nói chuyện một mình, như là có người một bên. Con mới hỏi mẹ, mẹ nói, thì mẹ con bảo, có hai mẹ con nó bảo cho nó ngủ nhờ và xin ăn. Mẹ con bảo là đi đến quán chợ mà nghỉ, sáng ra thì xin ăn ở đó cho đỡ khổ. Từ đó trở đi mẹ con ảo nặng, tức là bị ảo giác, bị bệnh nặng. Đi lội sông và ruộng, tức là đi lội xuống sông và xuống ruộng này. Chúng con phải đi làm, không trông được mẹ, đành phải nhốt vào nhà. Khi chúng con mở cửa ra, mẹ con lại bắt đầu đi tìm bố con, cứ nói ông ở đâu. Mẹ con tự nói là ở đâu, ở đây à,
Cứ như vậy hết chỗ này đến chỗ khác, không thấy là ở đâu. Mẹ con bảo nhìn thấy bố con không có quần áo, không mặc quần, không có quần áo khô, mặc quần áo ướt và lưỡi chảy máu nát ra. Lúc mẹ con lại sợ, bảo là công an đến bắt, chui vào gầm giường. Mẹ con bây giờ còn sống mà như người không hồn vậy, phải nhốt ra trong phòng cả ngày lẫn đêm. Con kính bạch thầy, nhốt mẹ vậy chúng con có phải tội không ạ? Con là con gái, cuộc sống cũng thiếu thốn. Buổi tối mỗi ngày con chỉ tụng một quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bố mẹ. Thần linh thổ địa cửu huyền thất tổ, con kính bạch thầy, bây giờ con phải làm sao cho mẹ con đỡ khổ ạ? Anh em nhà con không có ai hiểu về Phật Pháp cả, chỉ có con và đứa em gái. Mẹ con ở với anh trai lớn nhất. Con kính bạch thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết, con cảm ơn thầy. Ở trường hợp này gia đình cũng thực sự thì nói như trong Phật Pháp chúng ta là cũng rất là gì nặng nghiệp. Cũng có thể là trước đây, không chỉ là đời trước đâu, mà cái ngay kiếp này thôi, nếu mà dính vào cái nghề sát sinh thì cũng mệt đấy. Đó gọi là trả quả ngay tại hiện đời này, thì cái này nó khó. Nhưng bây giờ thì thôi, điều quan trọng nhất là bây giờ thì Phật tử này về thôi, mình không có điều kiện kinh tế nhiều để cúng dường, để bố thí, để phóng sinh, để hồi hướng cho các cụ, thì thôi cứ nhất tâm. Trường hợp này nhất tâm thì theo thầy thì nên phát nguyện tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc là kinh Từ Bi Thủy Sám là 21 ngày. Trường hợp này thì thầy khuyên riêng như thế. Nếu được mấy chị em mà tin là có, và mấy anh mấy chị thì không tin, có một em nữa là tin, là hai người, thì hai chị em lập cái đàn hẳn hoi, đàn tràng hẳn hoi, sắm lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là 5 bông hoặc 7 bông, mỗi lọ hoa 7 bông. Sắm lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa 7 bông, 7 bông hoa hồng, hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ cũng được. Rồi 7 cái đĩa lễ, đĩa lễ đó có đĩa hoa quả thôi. Hoa quả có thể là quả táo, hoa quả cam, hoa quả gì đó vân vân. Rồi 7 đĩa bánh kẹo, rồi 7 cốc nước và 7 cái đèn, đèn dầu cũng được hoặc đèn dầu thơm cũng được, tùy theo. Thắp nến cũng được, không đèn thì nến, nhưng mà nến thường nó không cháy lâu. Thì sắm lấy cái đèn kỳ, đèn dầu hoặc là cái đèn dầu thơm bây giờ. Đấy, phát nguyện là 21 ngày. Đấy, lễ đều như thế. 7 lọ hoa này, 7 hộp bánh, tức là 7 đĩa bánh này, bánh hay kẹo đấy, 7 đĩa hoa quả này, 7 cốc nước này, và 7 cái đèn này. Đấy, để bày lên một cái bàn như thế này, giống như thầy bày đàn này này, đấy, kiểu như thế này này, đó, kiểu thế, kiểu trên này. Và tụng kinh Thủy Sám hoặc kinh Lương Hoàng Bảo Sám 21 ngày. Hôm khai đàn thì cũng nên phóng sinh một chút xíu, hôm tạ đàn cũng nên tụng kinh một chút xíu. Nếu mà ở gần đây thì có thể hôm khai đàn thì thỉnh các một vị hoặc hai vị sư đến để khai đàn được cho, khai kinh được cho thì tốt. Ở xa thì có thể đến thỉnh các sư nào đó tụng kinh cho được thì cũng tốt, làm được ở nhà mình cũng được. Không thì ở chùa nào, gần ở chùa nào đến thì gần đó để nhờ các chùa đó khai đàn cho, và mình thì mình ra mình cùng tụng với các thầy được thì cũng tốt. Một ngày tụng hết một bộ kinh Thủy Sám hoặc kinh Lương Hoàng Bảo Sám đó, tùy theo. Tụng kinh Thủy Sám cũng được mà kinh Lương Hoàng Bảo Sám cũng được. 21 ngày như thế để hồi hướng cho vong linh ông cụ và hồi hướng cho bà mẹ thì mới ổn được. Trường hợp này thì thầy lại khuyên khác với tụng kinh Địa Tạng bình thường khác. Trường hợp này thì phải như vậy mới ổn được. Một Phật tử nữa hỏi:
Con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Tốn, sinh năm 1947, ở Ba Vì, Hà Nội. Bạch thầy, gia đình của con, chồng con mất năm 27 tuổi, mất 27 năm nay. Con sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Hai con trai lớn của con, các cháu đã xây dựng gia đình, con đã cho các cháu ở riêng. Từ năm 2009, con chia đôi chỗ đất ở của con cho con trai thứ hai. Con trai lớn của con ở nơi khác, còn nhà thì con và hai cháu thứ ba và cháu út ở. Nhà con ở hiện nay, nhà hướng Đông Nam, nhà bếp và công trình phụ hướng Đông Bắc. Con gái con tên Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 80. Con út tên Nguyễn Anh Văn, sinh năm 83. Cả hai chị em cháu chưa có duyên lành. Cháu Thúy đã được thầy quy y năm 17. Năm 2017, bạch thầy, con và các cháu làm theo lời thầy dạy qua các bài giảng pháp của thầy. Con luôn luôn cố gắng tu tập, thực hành theo trong kinh Địa Tạng, quyết tâm và kiên trì để tu tập tốt hơn. Pháp hội vừa qua, có Phật tử hỏi về đất ở và nhà ở. Lúc này con mới hiểu ra phần 2. Chi nhà con có ngôi mộ, con là đời thứ 5. Ngôi mộ ở gần nhà dân nên người ta cho ống nước thải, chăn nuôi cách mộ 1,5 mét về tay phải. Cả ngôi mộ, nước thải chảy xuống đầm nước ngay trước mộ 1 mét. Con xin sự bố thí của thầy chỉ bảo cho con để gia đình con và các cháu có niềm vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp này thì về nên họp gia đình và họp và chi họ lại để chuyển mộ các cụ đi. Chuyển xong đảm bảo sang năm nó lấy vợ lấy chồng ngay. Không cần phải nói nhiều. Trường hợp này nên về họp để chuyển các cụ trong năm nay đi, càng tốt. Có thể là cuối tháng này hoặc sang đầu tháng sau. Cứ chuyển trước mùng 10 tháng 12 âm lịch là được. Nên về họp đi đó. Họp các cụ, bảo các cụ, bảo là thầy bảo cái này nó không chỉ một gia đình này đâu nhé. Mà làm được nó tốt cho cả cái chi họ này. Để cái chỗ đó nó cấu uế, nó ô uế lắm. Chúng ta biết mà để gần cái nước thải nó ngấm xuống, không tốt tí nào cả. Cách có một mét rưỡi. Mà cách dưới cái ao là mét rưỡi là cái hồ nước thải. Chăn nuôi mà chăn nuôi chúng ta biết. Chăn nuôi thì làm sao? Bẩn lắm. Chuyển các cụ đi. Không có tiếc, chuyển các cụ ra chỗ quy tụ nào đó, ra nghĩa trang, ra chỗ quy tụ nào đó, nó trang nghiêm đẹp đẽ. Ra Tết mà xem con trai thì đòi cưới vợ, con gái đòi lấy chồng, lúc đó lại trả đủ tiền để cưới vợ gả chồng cho con. Thì chết. Thôi trường hợp này nên về làm như vậy. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Phạm Thị Ngân, pháp danh Nghiêm Tịnh. Con xin hỏi thầy một số câu hỏi sau. Một, Phật tử khi lâm chung có được mặc áo tràng mang theo không ạ? Được. Phật tử lúc lâm chung mặc áo tràng được. Nhưng cái giải tịnh tông hoặc hội thì đừng mang theo nhá. Vì trong cái giải đó có gì? Có chữ gì? Có chữ Nam Mô A Di Đà Phật không? Có, cho nên không được mang cái giải đó theo. Mà cái giải đó lại để thì có thể mình để ở nhà để thờ, để là tưởng niệm thôi. Hoặc là đem gì ạ? Đem lên chùa để thầy lại trao cho người khác. Tất nhiên thầy trao cho người khác, thầy sẽ không dạy gì mà nói cái này là người chết đấy. Nếu mà bảo là người ta chết, người ta mang đến đây, thầy cho lại thì Phật tử không có đeo đâu. Mà đem giặt rũ sạch sẽ đi, đeo gì? Cho người khác, công đức vô lượng. Người ta đeo bao nhiêu năm nay, người ta tu tập được mấy năm nay rồi, đeo thì tốt, nhưng bảo là của người chết thì chả ai muốn đâu. Mà bảo là lộc của thầy đấy, cho đấy thì gì, ai cũng sướng. Đời nó khổ thế.
Cho nên cái trường hợp thì các Phật tử chúng ta khi mà về với Phật đó, thì ngoài cái bộ quần áo bình thường mình hay mặc ở trong ra thì có thể mặc cái áo dài gì ạ, cái áo tràng, cái áo dài của mình á, bên ngoài cho nhìn nó đẹp để về với Phật cho nó gì, nó có đầy đủ ai nghi phép tắc nó tốt, cái đấy tốt, không sao, không ảnh hưởng gì. Ý hỏi thứ hai, trong kinh Địa Tạng có nói các thần như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, vân vân, khi chặt cây phải cúng. Nhà con có một cái giếng khơi đã lâu nay không dùng đến, con muốn lấp thì phải thủ tục như thế nào và sắm lễ như thế nào, mong quý thầy chỉ bảo chỉ dẫn cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này cũng câu hỏi rất thiết thực trong cuộc sống chúng ta đấy. Ở trong kinh Đức Phật nói cây cối thì có thần, giếng cũng có thần, núi cũng có thần, đất cũng có thần, vân vân, có các thần cai quản đặc biệt. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng chúng ta biết hết rồi, có các rất nhiều các vị thần. Ở đây Phật tử hỏi rằng cái khi nhà có giếng muốn lấp giếng thì phải làm như thế nào. Đào giếng thì dễ, mà lấp giếng thì rất khó các quý vị nhé. Đào giếng thì chúng ta chỉ làm cái lễ động thổ, thì thường chúng ta làm lễ động thổ chúng ta mới đào thì dễ hơn. Nhưng mà khi lấp giếng, chúng ta mà nhiều người, nhiều gia đình lấp giếng là gì ạ? Lấp xong là nặng thì có khi mất mạng, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, gia đình lục đục cứ suốt suốt. Ngày xưa thầy đi trong cái chùa dưới Yên Sở Hoài Đức, có một cái chùa, có một ông sư huynh của thầy đến đó, ở đó trước đó được mấy năm rồi. Thì chùa có một cái giếng cổ, cái chùa Pháp Vũ có cái giếng cổ. Cái giếng đó các cụ ngày xưa nói là không bao giờ nước cạn, cả làng nước cạn hết, nhưng cái giếng đó nước vẫn trong xanh và mọi người ra đó để gánh nước về để ăn. Khi thầy đó về, thầy đem để lấp cái giếng đi. Lấp xong mấy hôm sau thầy bị điên, cho đến bây giờ vẫn điên. Điên đến nỗi mà không tu được trong chùa, nó về tại gia. Về tại gia rồi bây giờ vẫn còn điên. Đấy, để lấp cái giếng. Cho nên cái này thì cũng có nhiều trường hợp. Ngày xưa các thầy đi học thì giả cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Hòa Thượng Viên Thành á, cụ cũng có hướng dẫn cái cách lấp giếng. Mà thầy cũng đã đem áp dụng cho một số trường hợp rồi là ổn, hướng dẫn cho ổn. Cái khi lấp giếng á, ngày xưa các cụ dạy chúng tôi là gì? Lấp giếng rất quan trọng. Quan trọng lắm. Nhà nào bắt buộc phải lấp giếng thì mới lấp. Còn nếu không cần lấp thì thôi, mình cứ để đấy thì dùng cũng được. Nếu mà mình bắt buộc phải lấp để làm cái gì đó, thì làm nhà, làm cửa, làm cái gì đó phải lấp. Nhưng trước khi lấp là phải hút cạn nước, nhớ nhé. Các Phật tử cũng nhớ. Cái đầu tiên là phải hút cạn nước. Có cái con gì, con cua, con cá, con ếch gì là phải bắt đem để phóng sinh sạch đi. Chứ đừng có bắt lên để thịt nhé. Bắt lên để thịt là hỏng đấy. Bắt lên là phải đem phóng sinh nhé. Hết ra sông, ra suối để phóng sinh, để thả phóng sinh đi. Đó, đầu tiên là phải hút cạn nước này. Cái vấn đề thứ hai đó là phải làm cái lễ. Làm cái lễ này, làm cái lễ thì sắm lễ thánh bông hoa quả thì bình thường thôi, đặt trong ban thờ thần linh gia tiên, trong là cái lễ. Trên cái giếng nó cẩn thận, nó đặt cái lễ. Ở trên miệng giếng kê cái bàn, ở trên bên bờ giếng, bên cạnh giếng á, làm cái lễ giống như là mình lễ động thổ á, lễ tạ thần linh á, thần giếng á. Thì mình có thể cái lễ đó đơn giản thôi, mình cứ trì ngũ bộ chú, xong trì đại bi thập chú ba biến hoặc bảy biến gì đó, xong bát nhã, xong án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong hồi hướng tam tự quy. Nhưng đặc biệt là phải có chuẩn bị một cái gương mới nhé, cái gương nhỏ nhỏ, cái gương nhỏ nhỏ, gương vuông, gương tròn không quan trọng. Cái gương nhỏ nhỏ xong bắt đầu thì thắp lên ba nén hương. Đấy, cũng dạy luôn để các sư sau này có biết, có muốn đi làm thì làm cái đấy. Ví dụ cái cầm cái gương như thế này, cái gương, cầm ba nén hương với cái gương, cầm cái gương, khi đó chỉ chú xong hết rồi thì bắt đầu cầm cái gương làm cái lễ xuất thần. Cái lễ xuất thần tức là chúng ta cầm cái gương thư cái chữ quang minh kính, chữ quang minh kính, quang minh kính.
hoặc là gì, hoặc viết chữ Hán được, hoặc không biết chữ Hán viết chữ Quốc ngữ được. Quang minh kính, chữ quang, chữ minh và chữ kính. Chữ quang cái là sáng, chữ minh cũng nghĩa là sáng, chữ kính có nghĩa là cái gương, tức là cái khai, gọi là khai quang cái gương, cái kính á. Khai quang xong bắt đầu mới đọc cái bài kệ xuất thần đó, đọc chính cái bài kệ xuất thần tượng luôn. Nhưng mà xong cái này thì xuất thần tượng thì đọc thì thay vào xuất thần tượng thì xuất thần tỉnh, chữ tỉnh có nghĩa là cái giếng. Án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Đọc ba lần như vậy. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. À, ra đây lấy cái gương mình soi. Cái khi đọc nó cầm ba nén hương và cái kính đó mình soi, soi xuống dưới giếng á. Để sao? Để các vị thấy ánh sáng gì, nếu có các vị thần á, thần long á, các vị cai quản cái giếng á, các vị gì, các vị rời đi nơi khác. À, tức là xuất thần chứ, các vị rời đi nơi khác, đến lúc đó mới lấp gì, lấp đất, lấp cát sạch lên thì không sao. Thì được. Đó, lấp lên thì được. Lúc đó là lấp giếng thì được. Đấy. Cái cách lấp giếng thì nó cũng hơi phức tạp một chút đấy. Nó Phật tử chúng ta không làm được thì tốt nhất là nên thỉnh các sư ở gần gần đó, các thầy nào đến hoan hỷ đến để lễ cho chúng ta, sau đó chúng ta mới gì? Mới làm lễ mới lấp thì đó. Nhưng lấp không được lấp đất bẩn nhá. Nhớ phải lấp cát sạch hoặc đất sạch xuống. À, chứ không được lấp là cái chúng ta đào làm nhà làm cửa chứ cái bẩn cho chúng ta đem gì thừa, chúng ta đem rác thải đổ đó là hỏng đấy, nguy đấy. Đó, phải lấp đất sạch. Lấp xong mà cái là lấy cái nước cúng á, cái chén nước cúng và chai nước cúng ở trên cái bàn lúc mình làm lễ đó, xong rồi đổ xuống, hoặc đổ một tí xuống xong rồi cho đất cho cát vào xong mới xong bằng lại là đổ tiếp nước lên trên, thì khi đó thì xong mọi công việc kế tiếp làm theo được. Đấy là lấp giếng, lấp ao, lấp hồ. Mà quan trọng thì cũng nên như thế là tốt nhất. Hút nước sạch, đem bắt những loại thủy tộc ở trên đó thả phóng sinh đi. Xong đó làm lễ xuất thần như thế, xong mới lấp. Nhiều chỗ là lấp cái chỗ ao, chỗ hồ mà linh thiêng thì cũng nên làm như thế. Đấy, nhưng mà lấp ao, lấp hồ, tát hết nước như thế đi thì tốn kém lắm. Nhưng mà nếu muốn cẩn thận phải làm như thế.